thân mến, cô rất vui mừng được hướng dẫn các em học môn toán bài rút gọn phân số. Nào, chúng ta cùng bước vào bài học ngày hôm nay nhé. Ở bài học này, đầu tiên các em phải tìm hiểu thế nào là rút gọn phân số. Cô có phân số 10/15. Hãy tìm một phân số bằng với phân số 10/15 nhưng có tử số và mẫu số bé hơn. Ta thấy 10 và 15 cùng chia hết cho 5. Theo tính chất cơ bản của phân số, ta có 10/15 bằng 10 chia 5 trên 15 chia 5 bằng 2/3. Vậy 10/15 bằng 2/3. Ta quan sát kỹ phân số 2/3. Ta thấy tử số và mẫu số của phân số 2/3 bé hơn tử số và mẫu số của phân số 10/15. Nên từ đây ta có nhận xét như sau: hai phân số 2/3 và 10/15 bằng nhau. Vậy phân số 10/15 đã được rút gọn thành phân số 2/3. Có thể nói rằng ta có thể rút gọn phân số để được một phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho. Vậy các em đã hiểu thế nào là rút gọn phân số chưa? À, vậy là các em đã hiểu. Cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu về cách rút gọn phân số. Các em đã hiểu bằng nào là rút gọn phân số rồi. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em cách rút gọn phân số. Đầu tiên, chúng ta đến với ví dụ 1. Rút gọn phân số 6/8. Ta thấy 6 và 8 đều chia hết cho 2. Nên ta có 6/8 bằng 6 chia 2 trên 8 chia 2 bằng 3/4. Ta dừng lại ở phân số 3/4 và quan sát kỹ cho cô nhé. Cô có 3 và 4 là hai số không cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1. Nên phân số 3/4 không thể rút gọn được nữa. Và phân số 3/4 gọi là phân số tối giản. Phân số 6/8 đã được rút gọn thành phân số tối giản 3/4. Vậy phân số tối giản là gì các em? À, ta có thể hiểu phân số tối giản là phân số mà có tử số và mẫu số không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1 các em ạ. Tiếp theo, chúng ta cùng rút gọn phân số thứ hai, đó là phân số 18/54. Ta thấy 18 và 54 đều chia hết cho 2, nên 18/54 bằng 18 chia 2 trên 54 chia 2 bằng 9/27. Ta lại thấy 9 và 27 đều chia hết cho 9, nên ta lại tiếp tục rút gọn. Ta có 9/27 bằng 9 chia 9 trên 27 chia 9 bằng 1/3. Các em quan sát kỹ cho cô phân số 1/3. 1 và 3 không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1, nên 1/3 là phân số tối giản các em nhé. Vậy 18/54 đã được rút gọn thành phân số tối giản 1/3. Qua ví dụ này, các em cần lưu ý cho cô, khi ta rút gọn lần thứ nhất chưa được phân số tối giản, ta nên tiếp tục rút gọn cho đến khi nhận được phân số tối giản các em ạ. Và qua hai ví dụ, các em cho cô biết muốn rút gọn phân số ta làm như thế nào. À, muốn rút gọn phân số ta có thể làm như sau: xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1. Sau đó chia tử số và mẫu số cho số đó. Và cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số.
Vậy là các em đã biết cách rút gọn phân số. Để khắc sâu hơn cách rút gọn phân số, cô và các em cùng bước qua phần luyện tập các em nhé. Giúp các em thành thạo hơn trong kỹ năng rút gọn phân số, chúng ta cùng đến với bài tập 1 nào. Bài 1, rút gọn các phân số. À, với bài tập này, các em cùng suy nghĩ và làm bài nhé. Đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn các em rút gọn phân số 4 phần 6. Ta thấy 4 và 6 là hai số chẵn. Chắc chắn là 4 và 6 đều chia hết cho 2. Nên ta có 4 phần 6 bằng 4 chia 2 trên 6 chia 2 bằng 2 phần 3. Vậy, phân số 4 phần 6 đã được rút gọn thành phân số tối giản 2 phần 3. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em rút gọn phân số 12 phần 8. Ta thấy 12 và 8 đều chia hết cho 2, nên ta có 12 phần 8 bằng 12 chia 2. Các em dừng lại ở phân số 6 phần 4 này. Quan sát kỹ, chúng ta dễ dàng nhận thấy 6 và 4 đều chia hết cho 2, nên ta lại tiếp tục rút gọn. Ta có 6 phần 4 bằng 6 chia 2 trên 4 chia 2 bằng 3 phần 2. Vậy, phân số 12 phần 8 đã được rút gọn thành phân số tối giản 3 phần 2. Ngoài cách rút gọn này, ta còn có cách rút gọn khác. Ta thấy 12 và 8 đều chia hết cho 4, nên ta có thể làm như sau. 12 phần 8 bằng 12 chia 4 trên 8 chia 4 bằng 3 phần 2. Hai kết quả này đều đúng, nhưng cô khuyến khích các em nên lựa chọn cách rút gọn nhanh, chính xác và tùy theo khả năng của mình. Ở phần rút gọn phân số 12 phần 8, các em cần lưu ý cho cô như sau. Khi rút gọn phân số lần thứ nhất chưa nhận được phân số tối giản, ta lại tiếp tục rút gọn cho đến khi nhận được phân số tối giản. Cô đã hướng dẫn các em rút gọn hai phân số đầu và những phân số còn lại, các em về suy nghĩ và tự. Các em thân mến, để quá trình rút gọn phân số đúng và đủ, các em cần nhận ra được phân số nào là phân số tối giản, phân số nào là phân số có thể rút gọn được. Các em cùng rèn luyện kỹ năng này qua bài tập số 2 nhé. Trong các phân số đề bài cho, phân số nào tối giản, vì sao? Các em cùng suy nghĩ. Đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn các em tìm phân số tối giản. Ta xét phân số 1 phần 3. Ta thấy 1 và 3 không cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1, nên phân số 1 phần 3 là phân số tối giản đó các em. Vì tử số và mẫu số của phân số 1 phần 3 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1. Tương tự như thế, các em tìm các phân số tối giản còn lại nhé. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em hoàn thành hai bài tập. Ở nhà, các em học thuộc ghi nhớ bài rút gọn phân số và hoàn thành các bài tập còn lại nhé. Giờ học của chúng ta đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt các em và hẹn.